Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, tuần 12. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 thầy đã làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ chúng ta từng bài, từng tuần, từng trang. Các em tìm để các em học nha. Trên kênh của chúng mình thì vở bài tập tập 1, tập 2, vở luyện toán tập 1, tập 2, bài tập thực hành môn toán, bài tập thực hành tiếng Việt và toán rất là chi tiết, rất là đầy đủ từng tuần cho các em. Nhiều em cũng hỏi về những đề kiểm tra thì trên kênh các đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 cũng đã có ở trên kênh rồi. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 83 nào. Ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Cái yêu cầu này, đặt tính rồi tính. Vậy thì đây chỉ là gì? Những phép tính để nhân với số có hai chữ số, đúng không nào? Rồi chúng ta sẽ tiến hành nào. Đặt phép tính nè, 37 nè, nhân với 2, 25. Rồi, dùng thước ta kẻ nhé. Ở đây có 3 phép tính thì thầy kẻ luôn cả 3 nè. Ta sẽ nhân nè, lấy 37 nhân với 5 đúng không? 7 nhân với 5 bằng 35, viết 5 nhớ 3 nè. 3 nhân với 5 là 15, 15 kem nhớ 3 là 10, 18 nè, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy 37 nhân với mấy đây? Nhân với 2 nè, 7 nhân với 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1 nè. 3 nhân với 2 là 6, kem nhớ 1 là 7 nè. Đó, sau đó chúng ta cộng cái tích này vào, cộng 2 tích này vào nhé. Rồi, 5 nè, 8 với 4 bằng bao nhiêu? 12, viết 2 nhớ 1 nè. 1 này nhớ 1 là 2, vậy thì 7 cộng với 2 là 9 nè. Được chưa? Rồi, sang phép nhân thứ 2. 42 nhân với bao nhiêu? 33 nè. Rồi, ta sẽ tiến hành nhân 42 với 3 nè. Sau đó nhân 42 với 3 tiếp đúng không? 2 nhân với 3 là 6 nè, 4 nhân 3 bằng 10, 12 nè, được chưa? Rồi tương tự như vậy, 2 nhân 3 cũng là 6, 4 nhân 3 bằng 10, 12, được chưa? Các em cộng cái tích vào nhé. Rồi cái này kẻ một chút nữa cho nó dài ra cho đẹp. Rồi, 6 nè, tức là 6 cộng 0 thì bằng 6 nè, 6 với 2 là 8 nè, 1 với 2 là 3, 1 hả? 1. Như vậy mình sẽ được là 1386. Sang phép nhân thứ 3. 1, 2, 5 nè. Nhân với 10, 18 nè. Được chưa? Rồi kem nhân nè, 125 nhân 8 nè. 5 nhân 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4 nè. 2 x 8 16, 16 nhớ 4 20, viết 0 nhớ 2. 1 x 8 là 8, 8 kem nhớ 2 là mấy? Là 10. Đó. Được chưa? Rồi, giờ chúng ta lấy 125 nhân với 1 thì bằng bao nhiêu? 120, 25. Rồi mình cộng hai cái tích chúng ta vừa nhân được vào. 0 cộng 0 là 0 nè. 0 cộng 5 là 5. 0 cộng 2 là 2. 1 cộng với 1 bằng 2. Được chưa? Xong nhé. Rồi, sang bài số 2 là một cái bài toán tìm x. Chúng ta có câu A. X chia cho 21 bằng 44. Đấy, vậy thì chúng ta phải nhìn và chúng ta phải phân tích được. Thầy cái máy lại hết pin rồi. Rồi. Số bị chia, số chia nè. Cái này là gì các em? Thương nè. Vậy thì muốn tìm đây là số gì các em? Số bị chia x nè. Chúng ta sẽ lấy cái gì? Lấy thương của nó là 44 nè. Nhân với số chia tức là nhân cho 2, 21. Đó, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhân cái này vào đâu? Giấy nháp nè. 44 nè nhân với 21 nè.
Đây chúng ta nhân với 1 sẽ được 44 nè. 4 x 2 là 8 nè. Đúng không? 4, 8, 12 viết 2 nhớ 1. 8 nhớ 1 là mấy? Là 9. Được chưa? Vậy thì đây sẽ được kết quả nhiều 924 nhé. 924. Được chưa các em? Sang câu B này. Cũng là số bị chia, số chia thường. Vậy thì muốn tìm số bị chia x, chúng ta cũng lại lấy cái gì? Thương của nó là 123 nhân với cái gì? Nhân với số số chia. Được chưa? Rồi, chúng ta cũng sẽ nhân ra 1, 2, 3 nhân với 30, 37 này. 3, 7, 21 viết 1 nhớ 2. 2 x 7, 14, 14 nhớ 2, 16 viết 6 nhớ 1. 1 x 7 là 7, nhớ 1 là mấy? Là 8. 3 x với 3 là 9 nè. 2 x 3 là 6, 1 x 3 là 3. 1, 5. Cái này sẽ nhớ 1 là 7 đúng không? Viết 5 nhớ 1, 3 nhớ 1 là 4. Như vậy sẽ là 4551 nhé. 4551. Được chưa? Rồi, mình cùng đến với bài số 3. Một cái trường học ở miền núi có 15 lớp. Trung bình mỗi lớp có 22 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả là bao nhiêu học sinh? Quá đơn giản đúng không? Mỗi một lớp thì có 22 học sinh, vậy giờ 15 lớp. Dễ đúng không? Chúng ta sẽ trả lời, vậy thì số học sinh trường đó có gì các em? Có tất cả là, đúng không nào? Các em sẽ lấy cái gì? Số học sinh của một lớp 22 nhân với số lớp của cái trường này là bao nhiêu? 10 15. Giờ chúng ta chỉ việc gì? Nhân kết quả này thôi. 22 này nhân cho 10 15 này. 2 x 5 là 10, không nhớ 1 này. 2 x 5 là 10, nhớ 1 là 10, 11 này. Được chưa? 2 x 1 là 2 này. 2 x 1 là 2. Vậy thì sẽ được bao nhiêu? 330. Được chưa? Và kết quả sẽ là 330 học gì? Học sinh. Đó, và đây chính là đáp số mà chúng ta phải đi tìm. Như vậy cái trường này sẽ có là bao nhiêu? 330 học sinh nhé. Được chưa các em? Xong nhá. Rồi, mình đến bài số 4. Viết tiếp vào chỗ chấm. Nếu A bằng 12 thì A nhân mở ngoặc A cộng 5. Tức là các em sẽ thay cái gì? Thay cái chữ A đây nè bằng số bao nhiêu? Số 12 nè. Thì chúng ta sẽ có nè 12 nè, đúng không, là A nè, nhân với nè mở ngoặc nè A đây, chúng ta lại thay số bao nhiêu? 10 12 vào, đúng không, cộng với 5, đóng ngoặc lại. Như vậy thì mình sẽ phải thực hiện phép tính gì? Ở trong ngoặc trước, đúng là sẽ là 12 nhân với 12 cộng với 5 là bằng bao nhiêu? 10 17. Bây giờ chúng ta sẽ nhân 12 với 17 để có kết quả ở đây, đúng không nào? 12 nè, chúng ta nhân cho 10, 17 nè. 2, 7, 14 viết 4 nhớ 1. 1 x 7, 7 nhớ 1 là 8 nè. 1 x 2 là 2, 1 x 1 là 1 nè. 0 nè, 2 nè. Như vậy kết quả sẽ được bao nhiêu? 204. Được chưa các em? Đấy, như vậy thì kết quả của A nhân A cộng 5 khi A bằng 12 sẽ bằng 204 các em nhé. Được chưa? Rồi. Còn bài nữa không? À, như còn bài số 5 nữa. Rồi, chúng ta sẽ đến với bài số 5. Đúng thì chúng ta sẽ ghi chữ D và sai thì chúng ta sẽ ghi chữ F. Xem ta hỏi cái gì đã. Chúng ta cho mình hai cái hình ở đây. Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông.
À, như vậy thì nhìn vào đây mình sẽ phải tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật, chu vi hình vuông và diện tích của hình gì? Hình vuông đúng không? Nhìn đơn vị đây thấy 25 cm đây 1 đề si nè. Vậy thì các em phải biết nè, 1 đề si thì bằng bao nhiêu cm? À, cái này sẽ tương ứng với mấy? 10 cm nè, đúng không? Rồi, canh này là 1 đề si 5 cm. Vậy thì 1 đề si là 10, 10 cộng với 5 sẽ là bao nhiêu? 10, 15 cm. Đó, các em đổi ra nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tính nè. Tính của hình chữ nhật trước nha. Với hình chữ nhật nè, ta tính bên này đi. Các em đổi nè, 1 đề si bằng 10 cm. Như vậy 10 cm đây chính là chiều gì? Chiều rộng. 25 cm là chiều dài, đúng không nào? Mình sẽ tính đầu tiên là chu vi hình chữ nhật nè, đúng không? Chu vi của cái hình chữ nhật sẽ là, hãy thầy viết nhanh nhá, chiều dài 25 cộng với chiều rộng là 10, nhân với gì? Nhân với 2. 25 cộng với 10 là bao nhiêu? 35. 35 kem nhân với 2 thì sẽ là 7 gì? 70 cm, đúng không? Đấy, vậy thì chu vi của hình chữ nhật là 70 cm nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tính là diện tích của cái hình chữ nhật nè. Diện tích hình chữ nhật nhá, sẽ là nè, chiều dài 25 nhân với chiều rộng là mấy? Là 10. 25 nhân 10 chúng ta chỉ việc thêm một chữ số 0 đúng không? 250 cm gì? Mét vuông. Như vậy hình chữ nhật mình đã xong. Bây giờ đến hình gì? Hình vuông. Chúng ta có 1 đề si 5 cm. Kem đổi hết ra đơn vị là cm để chúng ta so sánh cho dễ. Là bao nhiêu? 15 cm. Rồi bây giờ mình sẽ tính là chu vi của hình vuông. Chu vi hình vuông cạnh bao nhiêu? Cạnh 15. Chu vi hình vuông sẽ là, công thức tính chu vi hình vuông bằng cạnh là 15 nhân với mấy? Nhân với 4, đúng không? Vậy thì 15 nhân 4 bằng bao nhiêu? 54 20 với 0 nhớ 2, 41 là 4 nhớ 2 là 6, như vậy sẽ là 60 cm. Rồi, tương tự như vậy thì mình sẽ có là diện tích hình vuông, đúng không? Diện tích hình vuông thì bằng cái gì các em? À, sẽ bằng cạnh nhân với gì? Nhân với chính nó. Tức là 15 nhân với bao nhiêu? 10. 15. 15 nhân với 15 thì chúng ta cũng biết nó sẽ bằng bao nhiêu các em nhỉ? À, nó sẽ là 225 cm gì? Vuông. Đấy, giờ mình đã có đơn vị chu vi diện tích rồi, bây giờ mình mới đi trả lời câu A nè. Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông, có đúng không? Ai chu vi hình chữ nhật 70, anh này 60. Lớn hơn đúng không? Do vậy câu này sẽ mình sẽ ghi là gì? Là sai. Rồi, chu vi hình vuông bé hơn chu vi hình chữ nhật, đúng không? 60 so 70. Bé hơn, đúng. Rồi, câu C nè. Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông, 250 so với 225. Bằng không? Không bằng, nó lớn hơn đúng không? Câu này là sai. Diện tích hình chữ nhật lớn hơn hình vuông, 250 so với 225 đúng không? Lớn hơn. Vậy thì đây là đúng. Đấy, vậy cái câu này chúng ta phải giải ra như thế này chúng ta mới điền đúng sai vào đây được các em nhé. Và đây cũng là cái bài cuối cùng trong cái tiết số 2 của tuần này. Các em đừng quên chia sẻ video và kênh của chúng mình đến các bạn đang học ở trong lớp trong trường nhé.